Cảm ơn tiến sĩ Thu Phương, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Thu Phương. Kính thưa các quý thầy, quý cô và các bạn đồng nghiệp ạ. Thì cái phần trình bày của em ngày hôm nay là có tiêu đề là tối ưu hóa sử dụng quinolone trong điều trị viêm phổi ạ. Thì chúng ta đều biết là viêm phổi thì là một cái bệnh mà rất là phổ biến á. Thì và cho đến bây giờ thì cho các phòng khám đa khoa hay trong các khoa nội trú thì chúng ta vẫn thấy một cái tỷ lệ rất là lớn bệnh nhân viêm phổi. Phần trình bày của em thì sẽ đi qua 4 điểm về mặt dịch tễ, căn nguyên vi sinh và hướng dẫn điều trị, và sau đó thì mình sẽ nói về PK/PD. Thì chúng ta đều hiểu thì về mặt định nghĩa thì viêm phổi là một cái tình trạng nhiễm trùng ở nhu mô phổi và được thể hiện bằng cái việc là lấp đầy dịch ở phế nang. Thì với những cái biểu hiện về mặt sinh bệnh học như thế này thì sẽ có những cái biểu hiện tương ứng trên lâm sàng và trên chẩn đoán hình ảnh. Thì cho đến ngày nay thì viêm phổi vẫn được đứng là căn nguyên gây tử vong hàng thứ tư cho tất cả các bệnh trên toàn cầu theo báo cáo của năm 2019, nghĩa là trước đại dịch đấy ạ. Thứ hai nữa rằng là viêm phổi vẫn là một cái căn nguyên mà gây tử vong hàng đầu trong các bệnh nhiễm trùng. Do vậy thì chúng ta thấy rằng là viêm phổi thì vẫn là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, mặc dù là chúng ta luôn luôn có rất là nhiều hiệp hội và có nhiều guideline để hướng dẫn để chẩn đoán và điều trị viêm phổi. Về trên thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ thường phân ra làm hai loại, đó là viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện. Về mặt viêm phổi cộng đồng thì khi mà chúng ta mà chẩn đoán viêm phổi cộng đồng thì thường là chúng ta sẽ nghĩ rằng đó là những vi khuẩn có nguồn gốc từ cộng đồng, và chúng ta sẽ hiểu rằng là cái khả năng mà kháng thuốc của cái nhóm vi khuẩn này thì sẽ thấp. Còn viêm phổi bệnh viện thì khi mà đã được chẩn đoán viêm phổi bệnh viện thì thường là chúng ta sẽ có một cái phản xạ, đó là vi khuẩn gây viêm phổi bệnh viện sẽ là vi khuẩn căn nguyên đa kháng. Bệnh nhân này sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn và việc chúng ta cần sử dụng những kháng sinh phổ rộng hoặc phối hợp kháng sinh nó là rất cần thiết. Thì cái việc phân loại kháng sinh viêm phổi cộng đồng hay viêm phổi bệnh viện thì giúp chúng ta tiếp cận nhanh hơn và xử lý cái kháng sinh, lựa chọn kháng sinh hợp lý hơn. Thì nói về khi mà đã điều trị một bệnh nhiễm trùng thì việc mà điều trị trúng đích là điều rất là quan trọng. Và muốn điều trị trúng đích thì chúng ta cần phải biết được căn nguyên vi sinh gây bệnh là gì. Thì dựa trên rất là nhiều nghiên cứu, kể cả những nghiên cứu từ rất là lâu hay những nghiên cứu gần đây nhất, mà đặc biệt gần đây nhất là có một cái nghiên cứu EPIC của Mỹ, của CDC Mỹ, và những nghiên cứu hệ thống thì đều ghi nhận rằng là cho đến nay thì ở phế cầu vẫn là căn nguyên gây bệnh hàng đầu. Mặc dù chúng ta đã có là vaccine hoặc chúng ta đã có rất một cái thời gian rất là dài để điều trị kháng sinh, thì cho đến bây giờ với rất là nhiều kỹ thuật khác nhau, kỹ thuật nuôi cấy hay kỹ thuật real time PCR hay là PCR đa mồi, thì trực khuẩn phế cầu vẫn là căn nguyên gây bệnh hàng đầu. Căn nguyên gây bệnh thứ hai trong viêm phổi cộng đồng đó là Haemophilus influenza. Một vài nghiên cứu có thể ghi nhận căn nguyên là Moresa catarrhalis. Và căn nguyên thứ ba nữa mà chúng ta thường gặp đến đó là nhóm vi khuẩn không điển hình. Thì đấy là những nhóm căn nguyên vi khuẩn gây bệnh hàng đầu ở viêm phổi cộng đồng. Và khi mà chúng ta đã biết căn nguyên vi khuẩn gây bệnh là gì thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn để lựa chọn được cái kháng sinh mà trúng đích để diệt được đúng những cái con vi khuẩn này. Những cái nghiên cứu tiếp theo ở sau này dựa vào xét nghiệm PCR thì có thể phát hiện ra virus, nhưng bài trình bày của em hôm nay tập trung chiếu vào vi khuẩn. Ở những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng mà nặng mà cần phải nằm hồi sức tích cực thì ngoài phế cầu ra thì chúng ta có thể gặp những căn nguyên khác mà giống như là bệnh nhân viêm phổi ở bệnh viện, đó là tụ cầu vàng hay là những trực khuẩn gram âm. Một điểm cần phải lưu ý như là một bài buổi sáng nay của chỗ giáo sư Dũng có trình bày ạ, thì chúng ta ghi nhận là cái tình hình kháng kháng sinh ở Việt Nam rất là cao, đặc biệt là với những thuốc mà thuộc hàng ampicillin ạ, nhóm penicillin thì chúng ta đã ra đời rất là lâu và được dùng rất nhiều, kể cả với những nhóm macrolide cũng thế. Thì báo cáo phế cầu kháng thuốc mà kháng nhóm penicillin đạt đến 71% và erythromycin thì đạt đến 92%. Từ những cái dữ liệu này thì chúng ta có thể là suy đoán ra cái tình hình kháng nhóm penicillin hay là kháng nhóm macrolide ở phế cầu nhiều như thế nào. Tương đương như vậy thì chúng ta cũng có một cái kết quả tương tự về cái sự kháng của Haemophilus influenza. Còn về với viêm phổi bệnh viện thì sao?
Những cái nghiên cứu này thì đã được chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nghiên cứu này là được đây là một bài báo cáo về nghiên cứu hệ thống đấy ạ, được xuất bản năm 2020 thì ghi nhận rằng là đối với viêm phổi bệnh viện thì chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhất đó là tụ cầu vàng, một vi khuẩn gram dương và một vi khuẩn gram âm mà cứng đầu nhất chúng ta gặp đó là trực khuẩn mù xanh. Và theo như dữ liệu ở đây thì chúng ta thấy là trực khuẩn mù xanh có thể gặp từ 1/4 đến 1/3 số trường hợp viêm phổi bệnh viện. Nghĩa là cứ viêm phổi bệnh viện thì 10 ca thì chúng ta có thể gặp từ 2 ca đến 3 ca sẽ mắc nhiễm trùng do trực khuẩn mù xanh. Thì dựa vào những cái con số như thế này thì chúng ta sẽ, các hiệp hội đã có những cái hướng dẫn. Đối với viêm phổi cộng đồng thì từ năm 2015 Hiệp hội Lồng ngực Anh hay 2019 Hiệp hội Lồng ngực Mỹ và Việt Nam thì đã đưa ra những khuyến cáo về điều trị viêm phổi cộng đồng. Hầu hết cho những cái khuyến cáo thì bao giờ cũng đều dựa trên cái cơ sở vi sinh. Thì những cái khuyến cáo của Việt Nam hay là trên thế giới thì cũng đều hướng đến phế cầu Haemophilus influenza và trực khuẩn vi khuẩn không điển hình. Thì với những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ, có bệnh nền hay là viêm phổi cộng đồng mức độ nặng, mức độ vừa thì khuyến cáo được sử dụng là chúng ta có thể sử dụng một cái phước đồ phối hợp giữa penicillin phối hợp với một macrolide, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng một fluoroquinolone hô hấp đơn độc. Thì hướng dẫn của ba hiệp hội thì đều tương đồng với nhau về việc chúng ta sẽ có thể sử dụng một cái phác đồ bộ đôi của một penicillin phối hợp với macrolide, hoặc chúng ta sử dụng quinolone hô hấp đơn độc đó là moxifloxacin hoặc levofloxacin. Với những bệnh nhân nặng hơn thì cái phác đồ nó sẽ khác biệt và nó sẽ có hơi hoặc hơi có xu hướng là giống với một cái phác đồ điều trị viêm phổi bệnh viện. Đối với viêm phổi bệnh viện thì có một hướng dẫn của năm 2016 của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ là một cái hướng dẫn mới nhất. Thì ở nhóm mà bệnh nhân có nguy cơ trung bình, nghĩa là bệnh nhân không có nguy cơ tử vong nhưng mà có nguy cơ nhiễm tụ cầu vàng, thì ở nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đó là nhóm trung bình và nhóm nặng đấy ạ. Thì ở những nhóm này người ta đã khuyến cáo là sử dụng các quinolone đó là levofloxacin hoặc là ciprofloxacin. Còn ở nhóm 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng là khuyến cáo sẽ sử dụng hai trong ba nhóm kháng sinh. Đó là nhóm kháng sinh nhóm beta-lactam hoặc là nhóm aminosis hoặc là nhóm fluoroquinolone. Thì ở nhóm thứ ba này thì chúng ta sẽ sử dụng hai trong số ba nhóm. Thì ở những khuyến cáo của các hiệp hội lớn về điều trị viêm phổi bệnh viện ý, thì chúng ta sẽ thấy vai trò rất là lớn của quinolone, đặc biệt là ciprofloxacin hoặc levofloxacin, bởi vì căn nguyên vi khuẩn gây bệnh hàng đầu ở nhóm này là trực khuẩn mù xanh, là tụ cầu vàng. Một cái update nữa, năm 2020 cũng đến từ châu Âu, thì với những bệnh nhân mà nghi ngờ là viêm phổi bệnh viện thì dựa vào những cái yếu tố nguy cơ là bệnh nhân có thể nhiễm trực khuẩn mù xanh hay không, hay là bệnh nhân nhiễm KPC, nhiễm Klebsiella, hay là những bệnh nhân có những cái vi khuẩn quần cư khác, thì mọi người sẽ sử dụng cái kháng sinh thế hệ mới như ceftazidin, avibactam, hoặc là những kháng sinh mới. Nhưng trên mặc dù là chúng ta những cái kháng sinh mới này có thì bao giờ họ cũng kèm theo phối hợp một cái kháng sinh nền, đó là hoặc là aminosis hoặc là quinolone. Do vậy thì chúng ta hiểu rằng là kể cả khi chúng ta có kháng sinh mới đi nữa thì những cái kháng sinh nền để điều trị viêm phổi bệnh viện là quinolone hay aminosis vẫn là rất quan trọng và không thể nào thiếu được. Điểm này thì em xin nói đến về PKPD. PKPD thì đã được nhắc rất nhiều trong khoảng 20 năm nay. Thì PKPD thì chính là cái chỉ số PKPD chính là có hai cái điểm mà chúng ta thấy rất quan trọng, đó là nồng độ thuốc đạt được ở trong máu và thứ hai là nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh đối với vi khuẩn. Thì có ba loại nhóm kháng sinh mà chúng ta dùng mà khi chúng ta sử dụng PKPD chúng ta cần biết. Một là nhóm kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ, thì chúng ta dựa vào Cmax trên MIC, và Cmax trên MIC với tỷ số càng cao thì hiệu lực của vi khuẩn càng lớn. Đối với các vi khuẩn gram âm thì thường là sẽ đề nghị là đạt trên 10 lần. Thứ hai là nhóm kháng sinh phụ thuộc thời gian, đó là các kháng sinh thuộc nhóm beta lactam đấy ạ. Như chúng ta đã biết là các cephalosporin, các penicillin, các bapenem thì đều thuộc nhóm beta-lactam. Thì ở nhóm mà phụ thuộc thời gian thì cái nồng độ thuốc mà cái thời gian thuốc trên MIC á, càng lớn thì hoạt động thì cái hiệu quả của thuốc càng lớn.
Và thứ ba nữa là có một thuốc mà có một nhóm thuốc vừa phụ thuộc thời gian và phụ thuộc nồng độ, thì chúng ta có một cái tính đó là diện tích dưới đường cong, tổng diện tích dưới đường cong trên MIC. Và cái tỷ lệ diện tích dưới đường cong trên MIC này thì càng lớn thì hiệu lực của kháng sinh càng lớn. Thì đây là ba nhóm kháng sinh lớn mà chúng ta sẽ thường gặp trên lâm sàng. Và khi mà chúng ta biết PK and PD thì chúng ta sẽ biết rằng là kháng sinh đấy tại sao sẽ truyền một lần, hai lần, ba lần. Thế thì với nhóm kháng sinh mà phụ thuộc thời gian ấy, thì chủ yếu là nhóm beta-lactam, thì chúng ta tính đặc trưng dựa vào tỷ lệ phần trăm giữa thời gian kháng sinh có nồng độ trong máu vượt quá giá trị MIC so với khoảng thời gian đưa liều. Thì nếu như mà chúng ta muốn tối ưu hóa được cái nhóm beta-lactam này thì chúng ta phải tăng liều, chúng ta phải tăng tần suất đưa liều và chúng ta tăng thời gian mình đưa thuốc ấy. Thì khi mà thuốc kháng sinh càng tồn tại lâu trong máu thì cái thời gian thuốc trên MIC càng lớn. Nhóm thứ hai là nhóm thuốc phụ thuộc nồng độ, thì sẽ lấy điểm Cmax chia cho điểm peak ấy. Lấy nhóm thuốc phụ thuộc vào nồng độ thì chúng ta sẽ tính cái Cmax trên MIC, và Cmax trên MIC càng lớn thì cái hiệu quả càng lớn. Thì nhóm này chủ yếu là kháng sinh thuộc nhóm aminosid, do vậy chúng ta sẽ dùng một lần trong ngày. Nhóm thứ ba trong đó có quinolone, đó là nhóm phụ thuộc vào tổng lượng thuốc đưa vào cơ thể, thì sẽ được tính bằng là diện tích dưới đường cong của AUC trên MIC. Thì nhóm này có có fluoroquinolone và chúng ta sẽ tối ưu hóa sử dụng của quinolone bằng cách tăng liều. Thì đối với nhóm mà phụ thuộc thời gian T trên MIC này thì chúng ta có những cái đòi hỏi nhất định đối với nhóm penicillin hay cephalosporin hay carbapenem, thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian mà trên MIC là đạt rất là cao, từ 40 đến trên 50%, nghĩa là trong vòng 24 giờ, trong một ngày có 24 giờ thì cái thời gian mà nồng độ thuốc đạt trên MIC là phải xấp xỉ được khoảng 50% thì chúng ta mới đạt được mục tiêu điều trị. Do vậy thì nhóm beta-lactam chúng ta sẽ thường truyền kéo dài. Nhóm thứ hai là nhóm phụ thuộc nồng độ là Cmax trên mix, thì đó là nhóm aminosid, đó là lý do làm sao mà chúng ta sẽ tiêm một lần hoặc là chúng ta truyền một lần, thì Cmax càng cao thì hiệu quả càng tốt. Và đối với aminosid thì cái điểm gãy để mà có tác dụng là trên 10. Nhóm thứ ba là fluoroquinolone, thì đối với vi khuẩn gram dương ấy, thì cái AUC trên mix chỉ cần đạt trên 30 lần thôi. Nhưng với vi khuẩn gram âm thì AUC trên mix phải đạt trên 125 lần. Do vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể đạt được cái AUC trên mix trên 125 lần để có được cái hiệu quả điều trị? Thì đầu tiên thì sẽ nói về moxifloxacin. Thì trong hướng dẫn của viêm phổi cộng đồng của các hiệp hội thì đều có hướng dẫn sử dụng moxifloxacin hoặc levofloxacin cho điều trị viêm phổi cộng đồng ở mức độ nhẹ, có bệnh nền hoặc là ở bệnh nhân mức độ vừa. Thì tại làm sao moxifloxacin lại được sử dụng như vậy ở trong các khuyến cáo? Thì khi mà chúng ta nhìn ở trên cái dữ liệu ở đây thì chúng ta thấy rằng là moxifloxacin có phổ kháng khuẩn rất là tốt đối với phế cầu Haemophilus influenza, Catarrhalis và thậm chí với cả tụ cầu vàng. Và so với những kháng sinh fluoroquinolone cùng nhóm khác ấy, fluoroquinolone hô hấp cùng nhóm khác, thì moxifloxacin thì cái nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu vẫn còn rất là thấp, thậm chí thấp hơn rất là nhiều lần, khoảng 5 đến 10 lần so với kháng sinh cùng nhóm khác. Đối với nhóm vi khuẩn không điển hình là những nhóm mà mình cần đạt được cái nồng độ thuốc rất là cao ở trong máu để có thể ngấm vào mô, thì moxifloxacin cũng có cái nồng độ ức chế tối thiểu rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với levofloxacin là một fluoroquinolone hô hấp khác. Do vậy thì với những cái phổ kháng khuẩn của moxifloxacin có tác dụng rất là nhiều trên những có tác dụng rất là tốt với MIC rất là thấp trên những cái vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp thường gặp là phế cầu nhạy hay là đề kháng penicillin, Haemophilus influenza hay vi khuẩn không điển hình là những căn nguyên gây bệnh nhất thường hay căn nguyên gây bệnh hay thường gặp nhất ở viêm phổi cộng đồng, thì moxifloxacin đều phổ được lên hết những vi khuẩn đó và nó có cái MIC rất là thấp. Thứ hai nữa là đối với những nhóm kháng sinh mà chúng ta có thể ít gặp hơn ở vi khuẩn viêm phổi cộng đồng như là E. coli, tụ cầu vàng hoặc là những nhóm kháng sinh thuộc nhóm cầu khuẩn khác, thì moxifloxacin cũng có cái MIC rất là thấp, nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc đối với vi khuẩn rất là thấp. Do vậy thì đây là những cái ưu điểm vượt trội của moxifloxacin khi dùng trên viêm phổi cộng đồng, nghĩa là có tác dụng đối với cả vi khuẩn
phế cầu, hemofluid influenza hay kể cả là vi khuẩn không điển hình. Chúng ta biết rằng là vi khuẩn không điển hình thì chỉ có chịu tác dụng của không chịu tác dụng của nhóm amoxicillin, ampicillin là nhóm penicillin. Nhóm penicillin thì sẽ không có tác dụng trên vi khuẩn không điển hình, và moxifloxacin sẽ có ưu điểm hơn nhóm kháng sinh penicillin ở điểm là nó có tác dụng trên vi khuẩn không điển hình. Một điểm nữa mà chúng ta ghi nhận được ở moxifloxacin, do cái nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn đối với thuốc rất là thấp, thì do cái nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn đối với thuốc rất là thấp, cho nên là cái tỷ số AUC trên MIC của moxifloxacin đạt được với phế cầu là trên 200 lần và cao hơn rất là nhiều so với levofloxacin. Thì ngoài cái mục tiêu điều trị ra thì moxifloxacin với cái sự khác biệt về cái tỷ lệ AUC trên MIC cao vượt trội như thế này, thì nó ngoài là cái tác dụng điều trị thì nó có tác dụng là ngăn ngừa kháng thuốc. Nghĩa là thuốc này, cái tỷ lệ kháng thuốc nó sẽ thấp hơn. Do vậy tỷ lệ kháng thuốc của moxifloxacin đối với phế cầu thì sẽ là thấp, do cái tỷ lệ AUC trên MIC của moxifloxacin trên phế cầu rất là thấp, do cái nồng độ ức chế tối thiểu của moxi đối với phế cầu rất là thấp. Về ciprofloxacin thì cũng như cái slide trước em có trình bày á, mình muốn đạt được cái tác dụng đối với các vi khuẩn gram âm thì cái nồng độ AUC trên mic phải đạt trên 125. Nếu như chúng ta đạt dưới 125 thì chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu điều trị, mà chúng ta cần phải đạt được cái nồng độ AUC trên MIC là phải trên 125 thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu điều trị. Và do vậy thì ciprofloxacin muốn đạt được tác dụng của mình trên các vi khuẩn gram âm thì cần phải đạt được AUC trên mic trên 125. Thế thì có một điều đặc biệt là ở những bệnh nhân nặng, những bệnh nhân viêm phổi bệnh viện, thông thường là những bệnh nhân nặng, những bệnh nhân nằm ở ICU thì sẽ có những cái sự thay đổi bất thường. Ví dụ như là những bệnh nhân mà có tăng tính thấm thành mạch, bệnh nhân tăng dịch truyền, tăng cung lượng tim, và như vậy thì cuối cùng là sẽ tăng cái độ thanh thải của thận. Và khi chúng ta tăng cái độ thanh thải của thận thì vô hình chung chúng ta đã làm giảm đi cái nồng độ thuốc có ở trong máu. Và khi nồng độ thuốc có ở trong máu mà thấp thì chúng ta sẽ có thể rất là khó để đạt được cái liều điều trị mà chúng ta mong muốn là AUC trên mic trên 125. Thì với những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng mà có tăng thải như thế, đặc biệt là những trường hợp mà có độ mức lọc cầu thận trên 130 ạ, thì những trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thế thì một cái nghiên cứu sử dụng của ciprofloxacin ở trên biểu đồ đây thì các chị thấy rằng là với cái mức độ thanh thải, mức lọc cầu thận khác nhau, độ thanh thải của thận khác nhau ở những cái mức độ khác nhau ấy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là ở cái bảng đầu tiên ấy thì là chúng ta sẽ sử dụng là moxifloxacin ở nồng độ 400 mỗi 12 giờ, với liều 400 mỗi 12 giờ. Và cái bảng tiếp theo là chúng ta sử dụng moxifloxacin liều 400 mỗi 8 giờ. Thì chúng ta thấy rằng là cùng với một mức độ, mức lọc cầu thận, độ thanh thải của thận, thì chúng ta thấy rằng là ở cái bảng bên tay trái và cái bảng bên tay phải, thì chúng ta thấy rằng là ở những cái liều mà ciprofloxacin mỗi 8 giờ thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị cao hơn tương ứng so với cái liều 400mg mỗi 12 giờ. Thứ hai nữa là trên cùng mỗi một cái biểu đồ bên tay phải hay bên tay trái thì chúng ta thấy rằng là với cái tỷ lệ mà AUC trên MIC sẽ giảm đi khi mà cái mức lọc cầu thận tăng lên. Mức lọc cầu thận tăng lên thì cái tỷ lệ AUC trên MIC sẽ giảm đi. Do vậy thì sẽ làm giảm đi cái tác dụng của thuốc đối với vi khuẩn. Thì đây là cái biểu đồ này cho chúng ta thông tin rất là hay, là nếu như chúng ta mà tăng cái liều lên 3 lần thì chúng ta sẽ đạt được cái thành công của quinolone đạt được cái tỷ lệ AUC trên MIC sẽ cao hơn và đạt được cái mục tiêu điều trị hơn ạ. Ở đây thì tác giả này đã nghiên cứu là khi mà chúng ta nhận thấy rằng là tình hình kháng thuốc ngày càng tăng, thứ hai là cái độ nhạy cảm của vi khuẩn đối với thuốc thì ngày càng giảm, thì làm thế nào mà chúng ta có thể tối ưu hóa được cái quinolone. Bởi vì như chúng ta hiểu rằng là đối với viêm phổi bệnh viện
thì ngay kể cả khi chúng ta có thêm những kháng sinh mới đi chăng nữa, chúng ta có launching khoảng 10 kháng sinh mới trong vòng từ năm 2016 cho đến bây giờ, thì chúng ta vẫn phải sử dụng quinolone là một cái kháng sinh nền để điều trị. Để điều trị trong viêm phổi cộng đồng. Thì ở tác giả này đã làm một cái nghiên cứu để đạt để với những cái nồng độ khác nhau, với những cái liều ciprofloxacin khác nhau, mỗi 400 mỗi 12 giờ hay là 400 mỗi 8 giờ, thì tác giả thấy rằng là ở những bệnh nhân mà cái độ thanh thải của thận mà tốt lên, thì khi chúng ta tăng cái liều từ 2 lần, nhịp 2 lần lên nhịp 3 lần, thì chúng ta sẽ có hiệu quả tốt hơn. Do vậy thì với những bệnh nhân mà ở trong ICU mà khi bệnh nhân nặng và có mức độ cầu thận, có độ thanh thải cầu thận cao á, thì chúng ta có thể, cái việc mà chúng ta tăng liều từ 2 nhịp lên 3 nhịp ciprofloxacin thì chúng ta sẽ có hiệu quả tốt hơn. Về PK của PD của mosifloxacin với phế cầu hay ciprofloxacin với trực khuẩn mủ xanh thì đều cho chúng ta thấy rằng là hai kháng sinh này đều có cái MIC rất là thấp đối với phế cầu và rất là thấp đối với trực khuẩn mủ xanh so với những nhóm quinolone cùng nhóm khác. Một điểm rất tốt nữa là khi chúng ta dùng thuốc thì bao giờ chúng ta cũng tính đến cái độ, cái khả năng thấm của thuốc vào trong mô. Khi ngấm, cái độ ngấm của thuốc vào mô càng lớn thì cái khả năng thành công rất là cao, thành công càng cao. Thì chúng ta thấy rằng là bởi vì là quinolone, fluoroquinolone đó là một kháng sinh thân dầu. Do vậy thì độ ngấm của quinolone vào phổi thì cao hơn rất là nhiều lần so với những kháng sinh thân nước khác như là nhóm carbapenem, như là aminosid. Em xin kết luận ạ. Thứ nhất, viêm phổi cộng đồng thì là một cái tình trạng bệnh rất là phổ biến và mosifloxacin đã được khuyến cáo trong tất cả các hướng dẫn điều trị và có dữ liệu MIC ưu thế hơn các quinolone khác. Và bởi vì là cái AUC trên MIC của quinolone rất là cao, trên 100 lần, do vậy thì ngoài cái tác dụng điều trị viêm điều trị diệt khuẩn thì nó còn có tác dụng là ngăn ngừa kháng thuốc, và do vậy thì nó có ưu thế hơn levofloxacin và ciprofloxacin trong viêm phổi cộng đồng. Đối với viêm phổi bệnh viện thì đối với căn nguyên trực khuẩn mủ xanh đấy, thì những cái trường hợp mà ít nhạy cảm, các vi khuẩn gram âm, nhất là trực khuẩn mủ xanh, thì với những trường hợp ít nhạy cảm hoặc là cái mức lọc cầu thận tăng cao ấy, thì việc chúng ta có thể tăng liều ciprofloxacin 400mg mỗi 8 giờ thì sẽ làm tăng cái khả năng đạt được cái mục tiêu AUC trên MIC trên 125, thì sẽ giúp chúng ta là đạt được cái mục tiêu là để hiệu quả trên lâm sàng và trên kết quả vi sinh ạ. Cảm ơn các thầy, các cô và các bạn đồng nghiệp ạ. Em đã quá mất mấy phút.